chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái đôi giày tất để chúng ta sử dụng cho mùa đông ha. Rất là ấm áp luôn nè các bạn. Thì các bé sinh vào mùa đông hoặc là các bé đã ra đời và chúng ta cần một cái đôi giày tất để mà giữ ấm cho cái dịp mùa đông sắp tới thì các bạn có thể là tham khảo cái mẫu này ha. Rất là dễ thương và cũng rất là dễ móc luôn nè các bạn. Mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết ha. Và đặc biệt cái mẫu này thì các bạn có thể là móc cho bé trai và cả bé gái luôn. Các bạn muốn trang trí gì lên cũng được nè. Ở phía trước này còn trống nè, các bạn có thể là trang trí hình con vật cũng rất là dễ thương ha các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu giày tất này ha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhấn like video này giúp mình nha. Và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái đôi giày tất dễ cưng này nha. Các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình sẽ sử dụng len miêu cô tông của 125g nè các bạn. Và cỡ len là khoảng 2mm ha. Mình sẽ phối màu cho bé gái là màu trắng với màu hồng, màu cho bé trai là màu vàng với lại màu nâu nè các bạn. Hoặc là các bạn có thể là phối màu tùy thích nha. Nếu mà các bạn thích màu hồng này thì các bạn có thể là tìm mua màu số 25 nè. Màu trắng thì mình sẽ chọn màu trắng tinh của màu số 3 nha. Và kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 3.5mm. Đối với cái mẫu này thì nó đơn giản nè các bạn. Các bạn móc len sợi nào cũng được hết á. Nói chung là có một cái công thức một thôi. Và các bạn cứ tăng hàng lên cũng như là tăng cái số mũi móc kép ban đầu là được. Là chúng ta có thể là tăng size rồi đó. Rất là dễ ha. Chuẩn bị thêm cho mình cái kéo cắt len với lại kim khâu len nha. Đây các bạn. Với cái mẫu này á, thì chúng ta sẽ không có móc cái mặt đế. Nó giống như là một cái đôi tất mà các bạn. Cho nên là các bạn sẽ sử dụng cái size bàn chân bé. Nếu mà các bạn không có bé sẵn ở nhà thì các bạn có thể là lựa chọn cái chiều dài bàn chân bé ứng với cái số tháng tuổi nè. Chúng ta sử dụng cái hàng này ha. Từ size sơ sinh cho tới cái size này luôn nè. Đó. Thì ở đây mình đã móc mẫu cho các bạn cái size 9cm rồi. 9cm này mình móc cái vòng tròn ma thuật á, là 12 mũi móc kép. Nếu mà các bạn muốn tăng size lên ở cái size là 10cm hoặc là 11, 12, 13 gì đó, các bạn sẽ tăng cái số mũi móc kép ở vòng tròn ma thuật ha. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý là cái mu bàn chân của ở từng tháng tuổi á, nó không có xê xích nhau nhiều quá các bạn. Ví dụ như 10cm thì nó sẽ hơn là khoảng 0.5 thôi ha. Cái này là mình đo cái vòng tròn bàn chân luôn nè, là khoảng chưa tới 16cm nè các bạn. Thì các bạn lúc mà móc được dài hàng lên đây nè, các bạn có thể là đo thử ha. Nếu mà các bạn tăng sai thì các bạn sẽ tăng vượt hơn cái số 16cm này ha. Rồi. Nói chung là những cái size lớn hơn thì các bạn chênh lệch nó không có nhiều. Còn nếu mà các bạn có bé mẫu sẵn ở nhà thì các bạn móc vài hàng á, rồi các bạn sẽ ốm thử cái mu bàn chân của bé. Nếu mà nó đã được rồi, ok rồi á, thì các bạn móc thẳng lên tới đây luôn thì chúng ta sẽ đỡ hơn ha. Rồi, như vậy là cái thứ nhất là mình sẽ móc vòng tròn ma thuật nhiều số mũi móc kép hơn. Ở đây là mũi chuẩn của mình sẽ là 12, và các bạn có thể là tăng lên là 13, 14, hoặc là các bạn có thể là tăng cái size kim lên, tăng size kim lên thành 4 hoặc là 4.5 nha, để mà các bạn có thể là móc nè. Còn ở đây cái chiều dài bàn chân bé này các bạn, đó là mình làm đây, mình làm 9cm nè. Đó, 9cm, cái form dày này là 9cm luôn nè. Cho nên là mình làm 12 hàng là đủ 9cm à. Còn nếu mà các bạn, cái mũi móc của các bạn mà nó ngắn hơn mình á, thì các bạn có thể là móc 13 hàng, 14 hàng gì đó để đạt được số là 9cm thì tùy. Cái này nó rất là đơn giản thôi ạ các bạn.
Rồi như vậy là bây giờ chúng ta sẽ lưu ý là cái vòng tròn ma thuật này chúng ta có thể là tăng số mũi móc kép lên để mà chúng ta móc những cái size lớn hơn, hoặc là chúng ta có thể là tăng cái size kim lên và giữ nguyên cái vòng tròn ma thuật đó nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn móc cái size mà 8.5 các bạn hạ cái size kim xuống thành 3mm cũng được nữa nha. Rồi như vậy thì các bạn có thể là ghi lại cái chiều dài bàn chân bé này nè để các bạn áp dụng ha. Cái này là tính từ cái gót chân tới những cái cuối cái ngón chân của bé nè các bạn. Rồi như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu móc nha. Và bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Và chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 12 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 mũi là mình sẽ kết thúc ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo cho cái vòng tròn này nó khít lại và chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi các bạn kéo lại một lần nữa ha. Lên hàng móc thứ hai, các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên. Các bạn nẹp luôn cái cọng len thừa ha. 2 mũi móc kép cùng chân. Rồi chân móc thứ hai các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Lần lượt những cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân cho tới cuối hàng luôn ha. Nẹp xong rồi các bạn sẽ cắt bỏ nó đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này ha. Rồi lên hàng móc thứ ba, các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nha. Bây giờ cái 3 mũi móc xích này tượng trưng cho 1 mũi móc kép. Như vậy là cái chân móc này coi như là mình đã móc rồi nè, chân đầu tiên nè. Bây giờ chúng ta sẽ móc qua cái chân móc thứ hai nha. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim từ phía dưới luồn qua thân chân móc phía thứ hai á. Các bạn sẽ luồn kim như thế này, kéo len qua, thực hiện cho mình một mũi móc kép như bình thường. Như vậy, đây được gọi là một mũi ngoặt ngoài nè các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ móc toàn bộ là những mũi ngoặt ngoài cho mình đến cuối hàng luôn ha. Rồi chân móc kế bên các bạn cũng sẽ quấn len, luồn kim qua thân móc kép, kéo len qua và thực hiện một mũi móc kép. Rồi mũi ngoặt ngoài thứ hai của mình, mũi thứ ba, mũi thứ tư. Mỗi cái mũi móc kép ở phía dưới này chúng ta đều thay thành mũi ngoặt ngoài hết nha các bạn. Hồi nãy cái hàng đầu tiên của chúng ta là có 12 mũi. Hàng thứ hai nhân 2 lên là có 24 mũi. Như vậy là hàng thứ ba chúng ta sẽ có là 21 mũi móc kép mặt ngoài cộng với 3 mũi móc xích ban đầu là chúng ta 23 mũi ngoặt ngoài ha. Và 3 mũi móc xích ban đầu tượng trưng cho 1 mũi móc kép đó. Rồi như vậy là đủ nha. Rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Như vậy thì khi mà các bạn tăng size lên thì cái vòng tròn ma thuật này nó là không phải là 12 kép nữa mà nó là 13 hoặc là 14. Nếu mà 13 thì ở cái hàng móc thứ hai thì chúng ta sẽ có là 26 mũi. 14 thì hàng móc thứ hai chúng ta sẽ có là 28 mũi. Thì cứ như vậy các bạn cứ móc hàng móc thứ ba, mỗi chân móc thì các bạn cứ móc một mũi cho mình là được ha. Rồi chúng ta sẽ móc lên cái chiều dài. Chiều dài ở phần phía trên này là cái chỗ mà chúng ta đưa cái chân vô nè các bạn. Chúng ta móc ở tới cái điểm này nè. Ở đây thì mình móc là từ đây tới đây là 7 hàng. Thì các bạn cứ tăng lên 8 hàng, 9 hàng gì đó. Rồi mình mới chiết cái chỗ này ha, chiết cái lỗ này để mà mình đưa cái bàn chân vô. Rồi bây giờ các bạn sẽ kết hàng cho mình nè.
Đếm nè, 1, 2, 3. Mũi móc xích thứ 3 các bạn sẽ chuột mũi vào đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc nữa. Ở đây là 3 hàng rồi nè, móc thêm 4 hàng nữa ha. 3 mũi móc xích. Rồi bây giờ cứ mũi nào là mũi ngoặt ngoài thì các bạn sẽ móc mũi ngoặt ngoài cho mình hết nha. Đó, tất cả chúng ta sẽ móc là mũi ngoặt ngoài. Ở cái đôi tất này thì nó giữ ấm tốt ha các bạn. Tại vì cái mũi móc này nó dày nè, nhưng mà nó có độ co giãn nữa. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc kết thúc hàng móc này thì các bạn cũng trượt mũi vào cái chân móc xích thứ ba để chúng ta kết hàng. Thì chúng ta móc tới cuối hàng móc thứ bảy thì mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ bảy rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi ha. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc xích thứ ba. Móc lên cho mình một mũi móc xích đi. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn tham khảo nha. Ở đây là mình đã móc được 5cm rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chiết cái phần ống cổ chân nha. Đó. Như vậy thì các bạn cũng đã mường tượng được ha. Khi mà các bạn muốn móc cái size to hơn á thì các bạn sẽ móc thêm 1-2 hàng nữa rồi các bạn mới chiết cái ống nha. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chừa ra cái ống này là khoảng 6 mũi móc ngoặt ngoài nè, 2, 4, 6, thì mình sẽ móc tới cái điểm này thôi. Mình sẽ chừa ở đây để mình làm cái mình sẽ chừa cái khoảng trống này, còn cái size mà lớn hơn thì các bạn sẽ chừa ra 1 hoặc 2 hoặc 3 luôn ha, tùy theo nha các bạn. Đó, các bạn cứ canh chỉnh, tại vì mình hơi bận á các bạn, cho nên là mình không có móc được cái size lớn để cho các bạn tham khảo. Cái này là khách đặt hàng á, cho nên là mình quay cho các bạn luôn ha, cho nên là các bạn thông cảm. Rồi nói chung là các bạn cứ móc đi rồi có gì chia sẻ cho mình ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc cái hàng chiếc ống cổ chân nè. Các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại nè. Bây giờ cái mũi ngoặt ngoài của chúng ta sẽ móc là ngoặt ngoài cùng chiều luôn ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim nè, đâm kim vào cái chân móc kép mặt ngoặt ngoài kế bên á, rồi các bạn kéo len qua hai vòng và kéo len qua hai vòng đó. Rồi các bạn, nó giống như là cái mũi ngoặt trong vậy đó các bạn. Nè, rồi bây giờ các bạn cứ đâm kim ra ngoài như vậy để các bạn móc những cái mũi móc kép nha. Đó, đây quấn len xong rồi luồn qua cái kéo len qua hai vòng và kéo len qua hai vòng, thì ở đây nó cùng cái họa tiết với nhau nè các bạn. Đó, là các bạn cứ móc như vậy cho tới chừa ra 6 mũi móc kép ngoặt ngoài cho mình ha, 2, 4, 6 nè. Tới cái chân này là mình sẽ ngưng, mình sẽ không móc vô đó nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình ha. Đó các bạn cứ luồn qua nha, luồn qua đây, cái là kéo len là xong rồi, rất là dễ luôn á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái điểm mà chúng ta đã hẹn nha. Mình đã móc xong cái hàng thứ nhất của cái phần mà chiếc ống rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích nha. Nè, mình đã chừa ra 2, 4, 6 rồi nè các bạn. Như vậy là ổn rồi ha. Kết hợp với 3 cái mũi móc xích ban đầu nữa là 7 rồi đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay qua đây, quay ngược lại. Rồi, cái chân này với chân này nó nằm ở đường thẳng rồi. Như vậy thì mình sẽ móc mũi ngoặt ngoài ở cái chân móc thứ hai, rồi chân móc thứ ba, làm những mũi ngoặt ngoài ha cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn móc tới cuối hàng. Đây các bạn, cuối hàng chúng ta còn 3 mũi móc xích ban đầu nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ ba ha, móc một mũi móc kép cho mình. Rồi như vậy là nó đã thẳng hàng rồi nè các bạn. Các bạn lại lên 3 mũi móc xích
để móc cái hàng móc thứ ba của cái phần này. Các bạn quay ngược nó lại và chúng ta sẽ móc giống hệt như hàng móc thứ nhất. Này, đây là một cái đường thẳng cho móc thứ hai nè. Các bạn kéo len qua và chúng ta thực hiện một mũi móc kép. Đó các bạn. Rồi các bạn cứ thực hiện giống hệt như hàng móc thứ nhất nha. Rồi các bạn móc đến cuối hàng, xong rồi các bạn cứ quay lại móc theo cái size của mình á, là mình móc 5 hàng móc ở cái phần chiếc ống này nha các bạn. Ở đây là từ đây tới đây là 7 hàng, rồi từ đây lên tới cái chỗ gót chân này nè là 5 hàng nữa, là tổng cộng mình móc 12 hàng nha. Đây các bạn, mình đã đo được nè 9cm rồi ha. Như vậy là mình sẽ ngưng tại đây nha. Cho nên là khi mà các bạn móc á, các bạn sẽ đo lại cái khúc cuối này, coi có đủ cái số cm mà các bạn mong muốn chưa. Nếu mà chưa thì các bạn sẽ móc thêm hàng cho mình ha. Rồi thì các bạn đừng có móc cái này cho nó rộng quá nè, để thôi nó không có bò vô cái bàn chân của bé, nên là các bạn cũng cân đối cái chỗ độ cao này ha. Đây, cái chỗ này lên tới đây nè. À, các bạn có thể xích lên cho mình, rồi các bạn móc thêm nhiều hàng móc ở phía dưới này để mà nó canh chỉnh nó phù hợp. Còn các bạn mà có cái form dài này sẵn nè, size 9, 10, 11, 12, 13 gì đó, rồi các bạn cứ ốm thử vô đi, rồi chúng ta sẽ dễ dàng móc hơn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gáp nó lại nè các bạn. Ở đây là cái hàng mặt phải của mình, thì mình muốn gáp á, thì chúng ta sẽ gáp bằng hàng mặt trái nha. Rồi chúng ta không có lên mũi móc xích nè. Rồi các bạn ốm nó qua rồi hàng mặt trái nè. Rồi cái chân móc đầu tiên của chúng ta là chân móc 3 mũi móc xích này. Rồi các bạn kéo cái cọng len này qua, móc lên cho mình một mũi móc xích nè. Rồi giờ từng chân móc á, chúng ta sẽ ghép từng chân móc nha. Ở chân móc thứ hai này các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh bên trong á, đồng thời đâm kim vào cái nhánh mà mình thấy được liền ở bên cái phía bên kia nè. Các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi trượt nha. Đây, cái nhánh bên đây và cái nhánh bên đây, nói chung là hai cái nhánh nó nằm ở phía bên trong á, thì chúng ta sẽ ghép lại. Rồi các bạn ghép tới khúc cuối luôn ha. Mỗi chân móc như vậy đó, chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt len đi, cắt ra một đoạn dài cho mình đi. Rồi các bạn kéo nó lên. Sau đó là các bạn sẽ lấy kim khâu len nè, các bạn xỏ qua cái kim khâu len luôn nha. Rồi bây giờ chân móc ở phía dưới này nè, các bạn luồn nó qua đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt ở chỗ này đi. Rồi các bạn sẽ giấu cái cọng len thừa này vào trong cái mũi móc ha. Rồi các bạn cắt len. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái form ở phía trên. Bây giờ chúng ta sẽ viền lại. Các bạn muốn nó đơn màu thì các bạn sẽ nối cái màu hồng. Còn muốn hai màu thì các bạn sẽ phối cái màu trắng giống như mình nha. Rồi bây giờ dễ dàng hơn rồi nè các bạn. Nẹp nó vô cái phần gót nè. Đây, cái phần gót này ha. Các bạn kéo len màu trắng này qua, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đó, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi kéo nó lại, nẹp vô luôn nè các bạn. Ở kế bên á, nó có dây móc xích này nè, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào dây này, là hai rồi ha. Giờ mình đếm đi, thì cái trắng bên đây mình móc bao nhiêu mũi móc đơn
Cái chiếc còn lại các bạn cũng làm bấy nhiêu mũi móc đơn ha. Để thôi là có chiếc các bạn móc 30, có chiếc các bạn móc 28, 29 thì nó không đẹp nha các bạn. Cho nên là mình mới nói với các bạn là các bạn đếm cho nó dễ nha. Rồi ở đây là được 2 nè. Ở bên đây nó có một chân móc. Các bạn móc qua đây là 3. Rồi cái chân móc mũi móc kép này các bạn sẽ móc vô đây nè. Một mũi. Giờ mình đếm nó là 4. Rồi cắt nó đi các bạn. 4 rồi ha. Đây, một chân bên đây nữa là 5. Cái dây bên đây là 6. Rồi cái chân móc bên đây 7. Rồi cái móc kép này cái mình đâm kim vô giữa 8 9. Rồi dây này nữa là 10 11. Rồi tới bên đây rồi 12 13. Nè có chân móc sẵn rồi nè các bạn. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này và chúng ta kết hàng. Rồi đã xong cái hàng móc thứ nhất. Lên hàng móc thứ hai các bạn sẽ sử dụng mũi mặt ngoài nha. Các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích đi. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên các bạn móc 1 mũi móc kép. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc thứ hai này các bạn. Từ ở trên luồn qua. Luồn qua nó có cái dây nè. Các bạn kéo len lên và thực hiện một mũi móc kép cho mình ha. Đó, rồi bây giờ các bạn sẽ móc những mũi móc kép như thế này cho mình. Thay vì chúng ta móc ở phía trên chân móc thì chúng ta sẽ móc dạng mũi móc kép mặt ngoài luôn nha các bạn. Đó. Mỗi chân móc thì các bạn cứ móc một mũi móc kép cho mình đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này ha. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc lại. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào từng chân móc ha các bạn. Các bạn sẽ móc những mũi móc đơn đến cuối hàng luôn. Nhưng mà chúng ta móc ở phía mặt hoặc trong như thế này nè. Để lát nữa chúng ta lộn lại á, là cái hàng mũi móc đơn này chúng ta sẽ nằm ở mặt ngoài, ở phía bên ngoài ha. Cho nó đẹp hơn ha các bạn. Rồi các bạn móc đến cuối hàng. Đây các bạn đến cuối hàng nè. Chỗ này nè, các bạn thêm cho mình một mũi móc đơn nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi. Cắt len. Các bạn cắt ra đoạn len. Rồi chúng ta kéo len lên. Khâu len luôn nha các bạn. Kéo nó chặt lại nè. Rồi các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len. Rồi chúng ta sẽ đưa nó xuống phía dưới này. Tạo một nút thắt trước ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu nó vào phía trong những cái mũi móc. Rồi các bạn cắt len. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn thành được rồi nè các bạn. Các bạn sẽ lần nó lại ha. Ở đây á, mình có trang trí cho cái đôi của bé gái á, là hai cái hạt nút. Hạt nút cây thông này các bạn dễ thương lắm. À, bên đây là mình sẽ để bên đây. Như vậy là chúng ta có chiếc trái với phải ha. Còn của bé trai thì mình để yên nguyên đó à các bạn. Và bây giờ mình sẽ may cái hạt nút này vô đây. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha.
Mình đã hoàn thiện xong rồi nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu đôi giày tất này ha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha. Và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu giày tất này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.